Một chiếc xe mà chỉ cần anh em cầm lái thôi là cô gái nào cũng mê đắm, bởi vì nó cần dài. Đây là chiếc máy xúc đào Rhino Syros XL90 đời 2023 với giá nhỉnh hơn một tỏi. Vậy chúng ta hãy cùng xem chiếc xe này có gì nhá. Lắp capo mở ở đây. À không, ở trên này anh em nhá. Trái tim của chiếc xe này là động cơ Yanmar Nhật Bản, đảm bảo khỏe ạ. Đi xe này mà không nhìn xa trông rộng là dở rồi. Ai bảo không? Đèn trước, gương chiếu hậu, đèn sau mở rộng góc sáng, auto nhìn xa trông rộng ngay. Đây là chiếc xe có rất nhiều chiếc khóa. Khóa cabin, khóa capo, khóa hai bên hông, khóa mông và khóa mồm, tất cả những ai dám đặt điều ăn không nói có. Còn gì tuyệt hơn khi bạn sở hữu ngay chiếc xe này, sở hữu ngay 18 tháng bảo hành và hỗ trợ trọn đời sản phẩm. Tin hay không? Liên hệ ngay hotline.